ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Anh Vũ, 56 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào tháng 1 năm 2021, thông qua bạn bè, một người phụ nữ quen biết và được Vũ giới thiệu là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thời điểm này, người phụ nữ này đang làm hồ sơ bán 4.000 m2 đất tại tỉnh Bình Dương, nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh, liền kề nên không thể sang tên được. Sau khi Vũ nhận lời giúp bà này giải quyết, thì trùng hợp UBND phường Hưng Định, thành phố Thuận An cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà hoàn tất thủ tục mua bán đất, nên Vũ đã tạo được niềm tin. Sau đó, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối như có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ khiến nạn nhân tin tưởng, đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi mua nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc. Nạn nhân tìm hiểu thì biết Vũ không phải Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nên đã làm đơn tố cáo.